Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm thang máy mặt tiền đường số kinh doanh buôn bán tại trục đường Nguyễn Anh Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha quý vị. Một căn nhà với diện tích rất là khủng, ngang 4m2, sâu tới 24m, thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu, có thang máy 450kg. Và toàn bộ mặt tiền thì được làm nhôm đúc, bộ cổng bằng nhôm đúc luôn nha. Bộ cổng tới 200 triệu nha quý vị. Căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, chúng ta có thể buôn bán tất cả các lĩnh vực ở đây. Và kế bên nhà mình có một quán net, quán game này. Căn nhà hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch, và đang được giao bán với giá là 9 tỷ 950 triệu nha. Kế bên có quán net, quán game và đường rộng tới 20m, có vỉa hè cách trục đường chính Nguyễn Anh Thủ khoảng tầm 40m thôi, rất gần. Và đường thì kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha, đường cực kỳ rộng, sát với trục đường Nguyễn Anh Thủ, phía ngoài có quán dê tươi luôn. Con đường rất rộng rãi, rất là thông thoáng và vị trí cực kỳ sung để chúng ta kinh doanh buôn bán nha anh chị. Anh chị nào muốn làm văn phòng công ty, buôn bán mỹ phẩm online, hoặc là chúng ta làm spa, tiệm tóc, tiệm nail, hoặc là làm khách sạn cũng được. Con đường rất rộng, rất là thông thoáng luôn. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới bên em để được đi xem và sở hữu ngay nha. Đường cực kỳ rộng, cực kỳ thông thoáng. Đường rất rộng rãi, rất là thông thoáng nha. Khu nhà sầm uất, bộ cổng nhôm đúc cả 200 triệu, cực kỳ rộng và thoáng mát. Căn nhà thì rất là rẻ, chỉ có 9 tỷ 950 thôi. Một căn nhà cực đẹp, dài tới 24m, có sân trước sân sau. Mặt tiền thì được làm nhôm đúc rất đẹp, rất là sang luôn. Bộ cổng nhôm đúc trị giá 200 triệu này. Khoảng sân 2,5 m, anh chị đậu thoải mái 5 cái xe máy ở đây nha. Phía trong lớp cửa cổng thì sẽ có một bộ cửa cuốn nha quý vị. Và ở đây sẽ là khu vực gara ô tô. Gara ô tô thì chúng ta có thể đậu được hai xe hơi, rất là dài và thoáng luôn. Tặng lại một bộ bàn ăn gỗ cẩm lai. Tường thì cũng được ốp nhựa lên tường và làm phào chỉ và dán dây tường. Trên thì được sơn trần nhũ vàng, đèn chùm và thạch cao. Căn nhà rất là cao, thông thoáng luôn. Có thang máy nha anh chị, thang máy nhập khẩu, dài tới 24m. Giá bán chỉ có 9 tỷ 950 thôi, vẫn còn thương lượng nha. Một căn nhà mặt tiền đường thông, buôn bán mọi ngành nghề, có thang máy ở đây, rất đẹp luôn. Tay vịn và trụ là gỗ đỏ, kính cường lực và ốp đá hoa cơ sa mạc. Phía trong phòng bếp thì chúng ta cũng được sơn trần nhũ vàng. Tường thì được ốp gạch len tường cao hết trần luôn, đến đụng trần luôn. Tủ bếp gỗ sồi Nga này, quạt trần rất là nhiều nha. Căn nhà rất là thoáng do là có phần sân sau, có sân sau. Hoàn công xong thì sẽ làm nhà vệ sinh ở đây nha. Căn nhà vô cùng đẹp luôn. Giá chỉ có 9 tỷ 950 triệu đồng thôi. Nhà có thang máy nha quý vị. Rất là rộng rãi, rất là thông thoáng luôn. Và chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng nha. Căn nhà hướng Tây Nam,
Tây Tứ Trạch. Trên này được ốp sàn gạch giá gỗ và tường được ốp nhựa PVC. Nhà này thì có tới 4 phòng ngủ, 1 phòng lớn là phòng khách. Chúng ta có tới 7 nhà vệ sinh và có phòng xông hơi, sân thượng trước sau, phòng thờ đầy đủ nha. Đây được ốp sàn gạch giá gỗ, có quạt trần luôn này. Trần thì được sơn nhũ vàng, vô cùng đẹp và đẳng cấp luôn. Nhà thì có cửa sổ phía sau, do mà nhà mình có trừ 2 mét đường sau, sân sau nha quý vị. Căn nhà giá chỉ có 9 tỷ 950 thôi, vẫn còn thương lượng. Chúng ta cùng em di chuyển vào thang máy nha quý vị. Thang máy 450 kg, thang máy nhập khẩu. Bên ngoài thì được ốp đá, phía trong này thì được làm màu vàng rất là đẹp nha. 450 kg, 6 người đi. Nhà rất đẹp, rất là thông thoáng luôn. Phòng ngủ thì được ốp gạch 80 hết nha quý vị. Ốp sàn gạch 80 hết luôn. Và giường, bố trí giường 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi và gỗ ăn cường hết luôn nha. Phía ngoài thì sẽ được đúc ban công tầm 1m rưỡi. Sử dụng lan can là hợp kim nhôm, cửa nhôm Sinfa nha. Khu nhà rất đẹp này. Sát đường chính của anh thủ phía ngoài, phường Tân Chánh Hiệp nha anh chị. Có hết nội thất ở hai phòng đằng trước, hai phòng đằng sau thì sẽ không có nội thất nha. Ốp toàn bộ là gạch 80 trên phòng ngủ luôn. Toilet thì chúng ta có thể lắp vách kính được, bồn cầu khối, hàng inox và có vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Đây thì dán tranh. Phòng đằng sau thì có cửa sổ và không có nội thất, có hai phòng đằng trước thôi. Toilet có thể lắp vách kính được nha, có gương led đầy đủ hết luôn. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên. Di chuyển lên trên thì chúng ta sẽ được làm thêm một phòng nội thất nữa nha. Phòng rất là rộng. Toilet riêng từng phòng. Phòng số 4 này. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khoảng phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đây là phòng thờ nha chị. Sân thượng trước này rất là rộng rãi luôn. Trên thì được đúc mái hết luôn nha. Và phía sau này sẽ là khu vực phòng giặt, sân phơi đồ thì cũng đã được đúc hết luôn rồi, đúc tới 4,5 tấm nha anh chị. Ở giữa này chúng ta sẽ có một cái phòng tắm, có bồn tắm nằm và có vòi sen thuyền đầy đủ luôn, gạch ốp cao hết luôn nha. Phòng bên này sẽ là phòng xông hơi. Phòng xông hơi đầy đủ hết nha quý vị. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ và giặt đồ ở đây. Đúc hết luôn, có cầu thang cho ta di chuyển lên trên. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.